Vâng, xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Điều Chia. Và buổi sáng ngày hôm nay thì có mưa, bây giờ thì cũng đã tạnh rồi mọi người ạ. Và bây giờ đang em Tuyên đang có mặt ở trong chỗ nhà em Thề và cùng các bác thợ đây. Thì ngày hôm trước bác thợ đã chở sắt và cắt sắt vào đây rồi mọi người nhá. Mọi người thấy đan như này được chưa? Em Tuyên xuống. Em ở xe anh ấy. Xe máy em tháo hết đồ cho anh. Lỗ sàng này, đinh đĩa em tháo hết ra mang vào. Còn cái mì tôm để lại được, tháo mỗi đinh đinh ở chỗ giữa xe thôi, với lỗ sàng với dây thép. Đấy. Thì hôm trước là bác thợ cũng đã cắt sắt đây các chú nhá. Sắt đây chúng ta làm sắt 16 đan như này, liệu đã ổn chưa các cô chú? Đây, em chơi hai lượt đúng không? Hai lượt sắt như này. Đó, tường sẽ đổ vào trong này à? Tường vào trong giữa này à? Chỗ này là anh tưởng dính ra ngoài này chứ? Cái tường này. Tường đây mà. Có thế cột phải để dính ra ngoài chứ? Có. Có nó để thế thôi. Có để thế thì nó khi nó xét chỗ thì nó cho lại bên thế này mà. Nhưng mà cho để hở à? Mềm, hở mềm nhà phanh. Sao để hở làm gì? Để hở nó bên này mình chát chứ. Không cần đâu. Cứ cùng quá. Anh tưởng xây kịch chứ? Xây kịch bên này nữa đã. Ông Thề này, ông Thề vớ vẩn này. Này nó các cô chú ơi, ông Thề bây giờ lươn lẹo lắm rồi cô Thề, ông chủ cô chú ạ. Hôm nay em Tuyên nhờ Thề với xính ra chở sắt nó lắm lừa em Tuyên này. Láo quá rồi. Chết rồi. Nó ra nó chở kính rồi, nó lừa là nó bị ngã, nó vỡ kính rồi. Láo quá rồi. Tài là cài. Tài là. Mình đi hôm đường rất là trơn. Đi rất là chậm, thế mà nó lừa mình là vỡ kính. Thằng này láo à, bây giờ nó ra đây nó cười em Tuyên, láo quá rồi. Thề này. Vợ Thề ấy. Thằng Thề này láo quá rồi, phải dạy nó rồi. Nó dám lừa mình. Dây thép kia em buộc thêm cho anh đi. Thép này buộc ok chưa? Buộc như, ok em ạ, nó buộc cái. Buộc so le gì. Đây các cô chú nha, thì ở dưới sẽ là 16 này. Ở trên này là vừa 16 vừa mới sắt 6 này. Liệu ổn chưa? So le như này. Rất là dày rồi. Cái cột này để như thế này à? Thu vào mất 10 phân à? Bên này thế à? Bên này để thừa để làm chân à? Anh tưởng là bình thường như bọn anh xây ở ngoài kia thì nó... Bên này nó sẽ xây móng vào bên này thôi. Bên này thì nó có một cái khe thôi. Thôi thụt vào 10 phân cũng được. Chỗ này thụt vào 10 phân à? Để dịch ra ngoài thì được không hờ? Để dịch ra ngoài thì được mà. Đây này em... Tưởng là nó bên kia thì mình nó... Không chắc á? Sợ nó dúa này nó... Không, móng này móng mình xây chắc chứ. Móng mình xây chắc nhưng mà nó để thừa một tí đây. Nhưng mà gạch của mình thì ở trong này thôi. Gạch của mình thì em phải dỉ dịch ở đây thì gạch ở đây chứ. Gạch của mình em đo chưa? Gạch của mình là bao nhiêu, 20 phần đúng không? Gạch á? Đó. Gạch không được 20 phần đâu. Đó, cái gạch chỗ tường này là em sẽ xây kiểu gì đây? Gạch đá. Ừ. Gạch này xây... Cái gạch bây giờ cái tường này em sẽ xây gạch đóng máy này hay đóng tay? Đóng tay. Ở tủ bên kia thì nó xây đóng máy. Đóng máy. Còn hai bên này là đóng máy. Còn hai bên này hai bên này là đóng tay. Bên này đóng tay. Đủ không? Chắc là đủ. Đủ đúng không? Thế cái gạch kia em ok thế được đấy. Nhưng mà thế thì em phải tính cả cái gạch kia xem nó vừa không? Cái gạch kia nó chỉ có là 20 thôi thì phải. 20 thì bằng cái này. Thì em nó để như này. Đúng không? Đúng. Như này đúng không? Em nó để như này. Để giữa này đúng không? Để giữa. Cỏ này ở giữa. Ừ, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Cỏ ở giữa. Chỉ xay thế này thôi. Cái này cái mềm mồm thôi. 11, đứa 11 nhầm 11. Mềm mồm thì nó xay thế này. Thế để thừa chỗ này hơn 20 phần cả. Thừa chỗ này. Từ 20 phân đấy. Cho ngoài hiên đấy. Hiên thì nó
Nếu mà nhìn nhìn nó bên này thì nó phình mà với cong. Thôi ok ok không? À, chú chùa thì nó. Nếu mà không ạ, chỗ này cho dịch ra ngoài một tí. Cho dịch ngang. À cho dịch ngang ngày cứ đường mà. Nếu mà cái cò này thì nó cho sang bên này một tí. Tại hai bên thì nó vừa rồi. Ừ. Bên kia cò bên kia vừa rồi. Ok ok. Thôi như vậy được. Thôi như vậy được. Để cho nó chắc lùi vào một tí không sao. Sợ bên này thì nó mình nó xong sai xong cái bể thì nó cái chanh này nó thu một tí cho nó chắc giống như mình xay nhái. Ok. Thôi được, bác thợ tư vấn. Thế rửa đáy đi xong rồi tiến hành luôn. Rửa này xong đổ bê tông luôn đúng không? Tí nước nhưng mà phải nhấc lên chứ đúng không? Cái này phải nhấc lên chứ. Ờ tí nhấc mà. Đấy, như này. À tí đổ mình đổ thì nó cho một cái đá đá bê kèo xuống. Cái đáy, thế đáy này bọn em dự tính làm bao phân đây? 10 phân à hay 15 phân? 10 phân thôi. 10 phân. 10 phân về cái lớp lớp 46 của mình với cái lớp kia cũng đã là 10 phân rồi. Cái lớp bê tông của mình đã 10 phân rồi đúng không? Đấy cô chú nhá. Đây sắt sẽ như này, đan như này. Đấy. Dây cước ở trong kia có nhá em nhá. Dây cước đây. Ờ. Anh mua hết rồi đấy. Mua hết rồi. Ờ trong một bao đinh thái rồi. À, một bao đinh, cả đinh bê tông này, cả đinh đen này. À, cước ở trong đấy luôn rồi. Ờ đúng rồi. Ở đấy. Vào trong nhà hết rồi. Ở đây đấy thì bọn em mang mua về cho bọn em dùng đấy. À, dây thép nhá. Dây thép nó lấy hết vào. Lỗ sàng nhá. Đúng rồi, lấy hết vào nhà. Đủ chưa? Đủ. Còn tưởng thiếu gì nữa để mua nhá. Ờ. Đây cô chú ơi. Cái thằng này bây giờ nó lừa em Tuyên này. Vợ. Qua có một thằng gọi mà. Thế nào gọi em gì? Chẳng biết được. Tài láo của chú ạ, bây giờ nó lừa em Tuyên nó. Vừa đi chở kính vào để cho nhà năm bà cháu của chú ạ. Nó lừa là trời mưa trơn nó ngã rồi. Mà hôm nay đường thì trơn thật, mình đi thì mình cũng trơn vì mấy trời mưa này thì mình không dám đi. Đúng rồi. Đội này đi ác rồi nhưng mà nó dám lừa em Tuyên. Lanh tinh quá rồi. Bò. Bố thề này lanh tinh quá rồi. Mới cho nát thì một cái bi trong sạch đất luôn đấy. Sáng nay ngoài kia vẫn mưa, ở trong này cũng không mưa mấy. Ba lão thấy chưa? Ba lão đang số tạt mà thay ra khác. Mốt giảm từ sau một chút. Đang nhét những cái lỗ này mọi người ạ. Để cho nó không bị bục ra. Tí nữa đổ bê tông và nó phói ra chết. Đấy, đổ cái mặt này cũng bằng cái cây này luôn đúng không? À? Bằng cái mặt này không? 15 phân đấy. Bằng không? Tí nữa đo, thử xem nào. Ờ, thử nữa đo, chắc là... Thấp hơn một tí. Chuyện... Bà cái này lừa đấy. 10 phân mà. Ờ, 10 phân bà cái này lừa đấy. Cứ lấy đơn thước đo đi. Thước anh mua rồi. Nhưng lần này phải dùng cái thước này giữ cho anh nhá. Rồi. Anh học. Nếu mà em là nhà của xì nó là đủ cái nhà nó không hỏng thước mà. Thế mà thề bà hỏng 3 cái. Ôi, nhà kia nó không hỏng. À, chưa là bộ kia là nhà thề thì nó hỏng đấy. Ừ. Đấy thì dự tính là làm cố gắng bể này thì hôm nay là hai người à? Ồ, hôm nay hai người. Tức lại nó ở địa chất chơi mà. Chơi bảo là ui mưa quá đi bảo đi làm được. Mưa quá sợ không làm được đúng không? Ờ sợ. Căn bản là đổ máy thì mình làm được. Đi vào đây cũng sợ nữa. Trơn. Quá. Cố gắng đổ xong này là ok rồi đúng không? Ờ đổ xong thì mai kia xay thôi. À. Sợ nó gầy quá hết rồi. Gầy này quá 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 thì xay khó xay lắm. Ướt à? Ừ. Không sợ lắm mà, ướt. Anh tưởng xay được chứ. Ôi xay xay được nhưng mà nó gầy quá thì nó đào vào mày thì nó chạy nó nhiều quá, sợ nó phành. Ướt nhiều quá cũng không được đúng không? Gãy nó kho thì nó đà đưa, đà gãy xong thì nó kho, kho đưa,
sát được. Như nhìn cái bể như này thì mọi người thấy nhá, cái hệ thống sắt là hết hết bao nhiêu cây rồi em? À? Hết bao nhiêu cây rồi? Sắt à? Sắt gì? Cho sắt con này chưa tạt chặt á? Ít ta plau ra tỏ ra vậy? Plau ra nữa nè. Ờ, bố cây pin 16 được bố cái cò nữa. À. Thì... Có bao cây? 6 thì cô này 5 cây. Còn 5 cây còn 14. Đây là 16. Ờ 5 cây 16 còn 14. 14 á. 14 thì nó hết là 4 cây thì cô mẹ 1 cây. Đó, thêm 4 cây thì hết 4 cây đúng không? Hết 4 cây. 4 cây thì nó còn 16 cây chứ, vì 14 anh 20 cây mà. À, 20 cây. Còn mẹ 16 cây. Còn 16 cây. Cứ thoải mái, thoải mái nhá. Cũng dùng đảm bảo chắc cho anh này được. À, đây vẫn phải là đợt này vẫn phải là 16 14. Sắt thì nó sắt 16. 16 và 14. Tre thì nó 14. À. Và để lại cây 16 và cây đây 16. Đây 16, đây 14 đây đúng không? Và đây sắt 6, đây kiểu so le luôn các cô chú ạ. Như này đảm bảo chưa đây? Đảm bảo rồi, cái này mong xay bể thì nó không cần xá ở dưới này mà. Ôi giời, xay không còn sắt mà sập thì chết à? Không xay được đâu. Nhưng mà cái của E thì nó bể dài thì nó 4 mét. Ở dưới này không có sắt, không xay đâu. Ôi trời. Không sợ được mà. Mình nó xay cái móng chả không sợ được đâu. Đấy. Thế móng của bọn xay xong thì xay cái móng xung quanh hết thì mình nó lấy cái đá hộc to to kia nó vứt xuống rúa xong đồng cái xà đát bé. Đá 46 như hôm trước gì? Đá 46. Dạy xong thì nó lá vứt xong thì tự xay lên thôi. Không. Thế bọn anh làm đây cũng đá học nhá, đá 46 nhá. Đúng rồi, đây thì đá học cả đá 46. Xong xá nữa, lạc cò nữa. Ôi, bể này chắc mà. Thật nhá, bảo hành nhá. Đây cô chú ạ, đấy. Thì đấy mọi người thấy đấy, ở trên vùng cao bà con thì làm còn không có sắt cơ. Đấy. Có nhiều người làm không sắt cơ. Đấy, người Mông thì các bạn này, em hờ em bảo đấy. Người Mông em đấy còn không có sắt cơ. Nhưng mình đây làm ok rồi. Và em lấy cân cột như này. Và đến nửa này thì lại có một hệ thống dầm nữa mọi người nhá. Đấy, đến nửa này thì lại có một hệ thống dầm chạy ngang nữa. Đấy, em Hờ đang đặt cột trước để mình nữa xây. Và mình nữa cứ răng dầm vào thôi. Đấy. Bây giờ thì lên lấy xi và chuẩn bị trộn để chúng ta đổ bê tông. Đấy, không ạ. Thế này là gì? Em Tuyên cũng khá an tâm rồi. An tâm phần nào. Cố gắng thôi mọi người, mưa gió thì cố gắng thôi. Sao không lấy bát ra sới vào bát? Có bát cơ mà sao ăn kiểu này? Po. Đấy. Các cô chú xem này. Ăn ớt á? Không có thịt luôn. Đây này. Cái này quả ớt đấy đúng không? Cay không? Không cay á? Không cay á? Ăn cơm trắng với nước mắm này. Với ớt này mọi người thấy đấy. Ôi giời ơi. Đấy. Chấm vào cho nó mặn tí này. Đây thế kỷ 21 nhá. Đây còn có cơm mà ăn đấy. Chứ không phải không đâu. Đây. Không phải để ý nhá. Đấy. Hai ông này. Ăn xong đi chăn dê à?
po. Hả? Đúng rồi. Nô này có đi không? Nô cũng đi à? Chấm 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 mút lên nước chấm thôi. Đấy. Mọi người thấy không? Các trẻ em trên vùng cao rất là khổ, thiệt thòi đủ thứ luôn. Bữa ăn không có thịt, ăn như này dinh dưỡng đâu ra? Đây, đây là quả ớt nhá mọi người nhá. Đấy, ớt xanh đấy, đúng không? Mỗi người một quả thế thôi, chứ không có hề có thịt nhá. Đấy. Đây này, cái quả ớt nó chính là quả này này, ớt này này. Đây này, đấy chính quả ớt này này. Bàn này thề thì rửa rất là sạch. Đấy, được cái cô vợ ở nhà thì dọn rất là gọn gàng. Đấy. Trước cho cái hộp này về đựng mắm muối mì chính này. Thế mà không đựng. Đấy. Thế thôi. À, múc múc nước vào làm canh. Đấy. Nước trắng nha mọi người nhá, thấy không? Nước mưa đấy. Nô với Po này tuổi là han tâu y giả đúng không? Nô bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. À, Po? 1. À hơn à? À. Nhưng mẹ mẹ cua y giả ta ấy. Yeah. Hết ớt rồi thì lại ăn nước trắng. Các chú thấy không? Quá khổ đấy. Đây các cô chú này, đây là những cái sắt còn này này. Sắt 16, sắt 14 này này. Đây là những cái sắt đã còn, bác thợ đã nắn dài hết ra rồi. Để cho các chú xem ạ. Thế đằng bên này thì bắt đầu đã có những cái lượt bê tông rồi các chú nhá. Đã trộn bê tông vào bắt đầu giải rồi. Đây, sắt 6 đây. Nước cái tha hồ. Cứ xi cho anh ok nhá, đổ bê tông ấy. Xi mác của anh là mác 40. Và cái tỷ lệ cho nó anh cho nó ok tí. Không phải không phải tiết kiệm 1 2 bao làm gì đâu. Mác cao cao hơn một tí nó chắc. Sau này chẳng may nó nước nhiều quá nó thủng thì sao. Lượt này xong còn mấy nữa lượt sư tinh thì còn mất 1-2 bao nữa cơ. Úi dồi, nặng quá, nó vào cái giữa cái sắt kìa. Hết mấy bao rồi đây? 3 bao. 3 bao, không, thoải mái. Cứ làm chắc cho anh. Cứ xanh lè được. Mưa về rồi. Không. Mưa thì mình đổ bên kia, sợ gì? Tí nữa chiều nó tạnh thì mình đổ bên này. Tí nữa chiều kể cả không, tí nữa anh xem bên kia mà có bạt đấy, lấy thêm về. Trời nắng quá thì cũng không được, mưa nhiều quá thì cũng không được, mưa nhiều quá thì không làm được gì. Mà trên mình là không sao ấy, ở dưới thành phố với dưới Vị Xuyên các thứ kìa đang lụt liếc hết này, đường thì sạt lở, lũ quét. Trên mình đợt này may là chưa có ảnh hưởng gì nhiều. À, trong Nậm Ban,
cho Nậm Ban có một cái trạm y tế, cái khu lưu trú bị sạt lở tường xuống này, như kiểu xây cái nhà ở sau cái nhà ở đây, xong rồi bức tường đất ở đây này, mưa nó sạt xuống bị đổ. Sáng nay vừa xem thông tin Mèo Vạc xong. Mưa nhiều quá thì nó sạt tường xuống này đấy. Không mưa thì không có nước, mà mưa nhiều quá nỗi là thôi, giờ thì lại nhiều cái xảy ra. Không mưa thì nó ít nước. Ấy, nhưng mà bọn anh, như anh với thầy bảo vào trong chỗ mé lầu ấy, bây đi qua chỗ đoạn thủy điện nhau cái ba kia sợ lắm. Chỗ đấy mưa nhiều này, nó rơi đá lúc nào không biết đâu. Sợ đá rơi trên rừng về đấy. Đấy, chỗ đấy nguy hiểm lắm. Chỗ đấy là nguy hiểm nên là không dám đi. Chỗ đấy mà mấy lần đi là toàn bị thầy đá rơi cả cục thủng hết đường rồi. Nên là không dám đi đâu. Nên là đây là cũng là một cái lý do mà có thể là bảo là em Tuyên lý do lý chấu không vào nhà bảy mẹ con với nhà em Lành ở bên mé lầu, nhưng mà mưa gió này em Tuyên không dám đi đâu. Mọi người thấy là có hôm đi ấy, là đá rơi thủng lỗ chỗ ở đường rồi. Chỗ trên rừng núi đá này nó khác. Đất thì nó sạt, đá thì nó lăn, nên rất là nguy hiểm, nên là đảm bảo cái công việc rồi thôi, chậm một tí cũng không sao mọi người. Mưa gió này bà con chả đi được đâu, em Tuyên biết là cái món quà thì cần phải vào, nhưng mà thôi mình đi xe máy ấy, nó rất là nguy hiểm. Xin phép các cô chú là như vậy. Mưa gió trên vùng cao, cái nào đường mình cảm thấy đi được thì đi, còn không đi được thì xin phép. Cũng giống như trường hợp của bé Rua thôi. Bé Rua thì đi khám thì đã ổn định rồi, nhưng mà em Tuyên vẫn chưa vào thanh toán tổng chi phí được, vì là cũng mưa gió. Còn mấy nữa em Tuyên vào, em Tuyên chỉ cho các cô chú cái cung đường từ chỗ em Tuyên vào em Rua xem như nào. Nó không phải đơn giản. Không thì lúc này mọi người lại nghĩ là em Tuyên thế này thế kia, hay lý do thì chấu, rất là khổ. Đây cô chú này, hiện tại mới xây xong và đang đổ móng thì đã hết gọi là một phần bột đá nha thầy nhá. Cái này còn chát với xây, chát thì mất nhiều một tí, còn xây thì không tốn mấy. Cái mặt nữa, cái mặt ở trên đầu nữa này, chỗ này là đang là lo không đủ này. Mà vẫn thiếu thì thiếu, vẫn phải đủ đảm bảo độ dày. Đó. Rộng quá cũng khó. cứ được đứng đầu hay này đấy đã. Bác thợ tính chỗ này không đủ thật đấy nhỉ? Chắc là không đủ đấy. Không đủ đấy. Nó lá cái móng dưới hết thì nó ở trên, nó đổ bù cái kia ở trên thì nó nhiều quá. Bởi vì trên kia này nó phải dày. Dày nhưng mà nó 20 phân. Còn đấy đấy. Ừ. Thế thì nó không đủ nữa. Không đủ đấy. Đúng rồi. Ok ok. Thôi cứ làm thôi. Thiếu thì chúng ta tính tiếp. Thiếu thì đi huy động bà con về vác một ngày bột đá ở chỗ nhà anh Xì về. Thề bảo thề vậy. Thề vay được mà. Nhà Xì nó cổ mà. À thề nhờ. Được không? Vác được không? Cho xe máy chuyển luôn đi. À ừ đấy, đấy là hỏi bà. Thì nó đông đông lắm. Đây là cây để nhấc sắt lên đây. Bắt đầu các cô chú nhìn nha, bác thợ nhấc sắt lên nha. Mình sẽ đứng ra ngoài. À, nhà thầy hôm nay đang thu lanh à? À, cứ tưởng nhà em thu. Cho hờ nhấc lên nữa. Đấy. Mà nó thôi,
nước lên kê đá vào rồi. Đấy mẹ, lúc nãy phải chụp kê đá trước ấy. Ừ, từ, chỗ này phải cho bao tải vào này em này. Lấy bao tải mới kia đi. Cho đê vào thế. Bê tông nó càng nhão càng tốt mà. Được chưa? Ông chủ thể tự vào làm đấy. Mưa to quá. Ở bên trường học có miếng bạt không thể nhỉ? Có đấy. Được chưa, anh mua đây. Lấy về đây. Được chưa, anh mua một tấm để ấy đây. Để ngồi ăn. Mượn chưa trả. Bà con đây hay nhỉ, mượn xong cứ mang về nhà luôn, không thấy trả này. Chịu rồi đấy. Bạn đấy là mua về để giải, để ngồi ăn uống đấy, gì nữa. Hay ghê bà con. Cứ xử đây thì trưởng thôn là không sát sao về vấn đề này. Đây mang đê đây, cho vào cho. Lấy ống nước đây, cho đê vào đây này. Cho nhão chứ, bê tông nó phải nhão chứ em. Bê tông ai để khô cái này. Bê tông người ta cần nhão chứ. Nó vào hết. Khoan nước ấy, bảo vợ thế khoan nước kìa. Ui. mùa này nhiều nước oai lắm, không cần khoa nước, cứ chở chảy linh tinh. Thề trộn đợt này là hơn máy rồi đấy. Mới nữa chỗ này là hệ thống cây trống là phải chắc đấy nhá. Mình đổ cũng tầm 15-20 phân. Cây trống phải cực kỳ chắc ấy. Làm vớ vẩn là sập phát là toang ấy. Hờ để ý. Hả? Nấu á. Dàn ráo, nóc ấy. Nấu đổ mềm na để hay mưa đó. Vì sau này nhớ đâu thề còn để đồ các thứ thì mình cứ để ít nhất là 15 phân. Cho nó dày dày một tí. Thực ra là nắp nếu mà không ấy thì cũng không cần dày quá, nhưng mà phải tầm 15 phân trở lên. Như cái nắp được trước em đổ cái nhà này là có 10 phân nhỉ thầy nhỉ? Đúng rồi.
đấy là cái mặt bể đấy thì nó mặt nhà vệ sinh của em nó bé, nhưng cái bể này nó to. Nếu mà cần thiết là nếu hệ thống em làm thuận cho anh hệ thống dầm ngang luôn đấy, đấy cái dầm dấu cộng ở trên nắp luôn cho nó chắc luôn, khung cứng luôn cái bể này, đúng không? Bể khung cứng luôn đấy. Chỗ này quả mình thì tốt, đang tắc đường. Nó đang sợ, nó không biết đi kiểu gì. Đây, đi đi em, đi chăn dê, đi đi em ơi. Con dê bé đầu tiên không biết đi ấy. Đúng rồi. Cứ mà dê mà. Nó hơi bẩn. Chịu khó đi bẩn một hai tuần mới nữa làm xong bể láng chỗ này một cái bậc thật đẹp luôn. Rộng sạch sẽ này luôn. Xong láng. Em chả hiểu cái gì cả, người ta láng thẳng bê tông, người ta làm một cái mặt. Ông hời hiểu không? Chỗ này mới nữa là cho đá cho đất vào láng một mặt bê tông bằng cái đáy bể xong rồi làm bậc xuống. Đúng không? Chứ sau này người ta ngồi giặt ông thề ông bảo là không láng, cho dê đi bẩn chả biết cái gì cả. Người ta láng sạch. Người ta láng sạch sẽ chỗ này, ông không có tí đất ở đây nữa, ông hiểu không? Thề này. Láng sạch đến cái mặt bể ngoài góc kia xong rồi làm bậc xuống. Em quên ông, bây giờ ông liên thiên nhiều lắm. Ông chỉ liên thiên thôi, ông thể lươn lắm. Thì mấy nữa bà con ai giặt quần áo là giặt sạch sẽ luôn. Mà lúc đấy có bậc thang đi lại cho dễ dàng. Thế là bác chờ bây giờ mới xuống à? Vâng. Mưa quá à? Đang bận việc. Bận việc à? Tưởng anh Hờ bảo hôm nay bác chờ trốn rồi. Không. Thế thêm có người nữa nhanh rồi. Tí nữa xong rồi, đúng không? Thế còn cái bác thợ ở Giàng là thôi chắc không vào đấy nhỉ. Thôi không sao, miễn là cao về một góc. Cao một góc nhỉ. Ừ. À, nếu mà thấp bên này cũng được. Ừ. Bởi vì thì nó bên này cao, bên này thấp thì nạm nước, bên này thì nó sợ. Ok ok. Thấp về, cứ thấp về một góc cho anh. Để sau này còn cọ rửa bể nữa.
Cái này mấy nữa láng xi tinh thì chỗ này chắc phải mất 2 bao nữa nhỉ? 2 bao xi nữa đấy. Được không? 2 3 bao. Là cho cao vào mà. Cho cao lên bọc. Không, cứ xi tinh cho chắc chắn được, không sao cả. Chứ... Ừ, ừ. Chát chát nhưng mà em vẫn phải có xi tinh chứ. Đây lấy vỏ nhức đây. Cẩn thận nhá, đổ đấy. Cái dây đấy không tựa ở đâu. Đấy, được chưa? Đấy, thế ấn phát là được rồi. Ôi ôi kìa kìa. Ông Hờ không đeo giày ủng vào mẹ. Đổ xong cái mặt bể này thì cái chân hỏng hết. Ủng xong có, thề có đây. Xong cho nhỉ. Không đi, không đi được. Không đi đủ ủng á? Ừ. Chân làm sao? Cái đấy thì bọn em phải đeo ủng rồi, bọn em đeo tất vào. Đúng rồi. Đau, đau chân quá không đi được. Không đau không đi được. Mất ta à? Đi ta. Trời lạc. Ôi, vừa ta, vừa ta. Dạ vâng các cô chú ạ, ở bên phía này thì cũng cuối cùng cũng đã xong và đã phải kê những viên gạch này để chống những chú dê, để tí nữa các chú dê đi làm về chú dê nhẫm vào cái đáy bể của chúng ta. Nói chung là nhẫm vào thì mai cái mình đáng chả sao, nhưng mà thôi thì cũng muốn để cho nó đẹp. Bây giờ chỉ sợ mới mưa thôi. Ok rồi, bên kia các bác thợ đang ngồi nghỉ ngơi rửa chân tay, mai tiếp tục công việc là lên gạch thôi. Mai đo căn chỉnh là lên gạch thôi. Xì. Ông chủ. Ông chủ nhà đang lo là thiếu bột đá. Đấy. Không đủ đấy. Không đủ đấy, không đủ thật mà. Mình làm chắc chắn như này không đủ thật. À. Hết hết cái này là hết bao tổng bao nhiêu xì rồi nhỉ, cái đáy bể này. 22 bao. Cả lúc xây nhá. Cả lúc xây á. Ờ, cái này nó mình đổ đây là hết 12 bao. Ờ. 12 bao chứ cả lúc xây là 4 bao nữa nhỉ? Xây 4 bao đấy. Xây 4 bao với láng hôm qua nữa. Đúng rồi, láng hôm qua nó đấy. Láng hôm qua là 6 bao. Hôm qua 6 bao, hôm nay hôm trước là 4 bao là 10 bao. Thì hôm thế nguyên nguyên cái đáy của mình anh em mình đã hết là cái gì? 20. Hôm đầu tiên xây cái móng đá là 4 bao nhá. Hôm qua láng cái mặt đá dưới là 6 bao nhá. Hôm nay 7 bao đúng không? 21 bao đấy. Tổng là 21 bao đấy. Tổng 21 bao chứ gì? Chứ đây là 17 bao hay 12 bao? Hôm nay á? Ờ. 7 bao rồi. 7 bao gì? Ờ thế. Tổng là 21. Hôm trước là 4 này, hôm sau là 6 này. Có 17 bao thôi. 17 bao thôi chứ làm gì 21. 17 bao. Đúng không? Bây giờ chỉ sợ bột đá thôi. Bọn em làm cứ thoải mái cho anh, nhưng mà những cái công tác chát này với đánh xi tinh ấy, là làm phải đảm bảo. Không sau này không bị giò. À chát một lượt xong thì nó bả xi keo hoàng. Ừ. Thì bọn em chát một lượt, nhưng mà có nghĩa là khi cái nước chát của anh thì em cứ cho xi măng nó ok một tí. Chứ đừng tiếc xi nhá.
thà mà em cho anh thêm một bao xi còn hơn, sau này nó nứt nở ra bọn anh là bọn anh không sửa được. Nói chung là thế. Mất công. Cái bể này xem nào, một chiều 5, một chiều mấy nhỉ? Chiều kia 4 à? 4 không? Đủ 4 không? Không, 4. À, một chiều 5 nhá, một chiều từ bên kia về đây là bao nhiêu? 3 rưỡi. 3 mét rưỡi thế à? Ba mét sáu à? 36. Đấy nhá, tổng vào thì xem nhân là bao nhiêu mét vuông thôi chú ạ. Nhân chỗ này thì ví dụ nha, đây cứ tưởng tính ra là 5 cộng với 3,5 này. Nhân cái chiều cao này được hơn 3 mét nữa. 3 nữa. Để em chuyên tính đã. Cộng vào để nhân xem được cái bể này khoảng 3 mét khối nha mọi người nhé. Đây chỗ này vừa nhân thì chúng ta được phải rơi vào khoảng hơn 52 mét khối cô chú ạ. Đúng ạ. Chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao thì một chiều là 5. Một chiều bên này là 3 rưỡi. Chiều cao thì mình cứ tính cho là 3 thôi. Đấy. Thì em Tuyên đang nhân lên, đúng không ạ? Thì được 52 mét khối rưỡi. Đó. Bể này là thoải mái cho bà con dùng. Nó bảo thoải mái thì không phải nhưng mà to đấy, bể gia đình, ví dụ đây là một bể gia đình năm 2 thì quá to đấy. Vì em thầy cũng bảo là cái này cũng ngang với một cái nhà. Em thầy làm sắt này, làm xi măng này. Đấy. Nên mà đấy là tính sắt với xi măng xây thôi, chứ còn gạch nữa thì chắc chắn là thiếu. Đấy. Một cái bể này. Nói chung là thế là cũng rất là ok rồi cô chú ạ. Cố gắng là được cái bể nó chia sẻ cái nguồn nước cho bà con để chia sử dụng, chứ cả một cái bảng biệt lập như này cô chú ạ. Bản biệt lập như này thì chúng ta đang dần dần phát triển thôi, chứ còn sao mà đùng một cái thay đổi một phát chóng mặt được. Nếu mà để bà con để chia mà thay đổi một cách chóng mặt được thì em chỉ nghĩ là bây giờ như kiểu là phải có những xác về đầu tư xây nhà cao cửa rộng, rồi lúc đó hướng dẫn bà con là học hành, học tiếng Kinh, học tiếng phổ thông, xong đó phát triển du lịch thì đó mới là thay đổi trong chóng mặt được. Nhưng đấy là phải có sự tài trợ của những xác thật là to. Còn nếu mà để chúng ta thay đổi dần dần và tự bà con thay đổi và phát triển theo cái cách mà bà con đang sinh sống là trồng ngô, trồng con gì, trồng cây gì, nuôi con gì, ăn cái gì, bà con tự cung tự cấp, thì bà con phải cố gắng phát triển và tiếp cận những cái dần dần. Cũng giống như đây này, như cảm ơn chú Phúc Trần rất là nhiều, những cái hệ thống nhà vệ sinh tự hoại như này chú đã tư vấn, chú tặng cho bà con, và để từ đó những nhà xây trước xong rồi những nhà xây sau đã nhìn vào và bà con đã thấy cái bể tự hoại rất sạch sẽ, thích, và bà con đều là đang xây sửa. Từ như các chú thấy là từ lúc nhà em Xá này, nhà em Thề này, xong nhà em Mua này, xong là nhà em Phú này, nhà anh Xì này, đấy, bà con rất thích xây bể tự hoại, có phòng bếp, phòng vệ sinh thì thấy sạch sẽ rồi. Đấy, nên là đấy là cảm ơn chú Phúc Trần rất nhiều, chú đã hướng dẫn bà con vào những cái mới để bà con tiếp cận cái mới, thay đổi một cái bản làng biệt lập này, thay đổi một cái bản làng biệt lập này, sau này hy vọng bà con cố gắng phát triển đi lên nữa. Đấy. Còn chúng ta hãy vào nhà đi, vào nhà xem bác thợ xong hết rồi bác thợ ăn cái gì nhá, chắc cũng chỉ mén mén thôi. Này, ăn cơm thôi, nằm bò, ăn cơm thôi. Đấy, rau chú ạ, có ít rau. Rau bí này. Kia là ớt kia ngọt hay cay thế? Ớt này ngọt thế? Ừ. Ớt ở đâu đây? Hay nhỉ? Ớt này thế, cái này có phải là cái ớt mà Trung Quốc nó làm phơi khô lên mà ớt này không cay, nó chỉ thơm thôi phải không nhỉ? Đấy. Cái này chiên lên à? Cái này chuẩn môn. Ờ nhưng mà cái này chiên lên à hay là cái ớt Trung Quốc có một cái loại ớt mà nó cũng to lên này. Xào không? Ừ, xào ớt chuyên xào đấy, nó không cay đấy. Cái này không phải cay, cái này tự xào. À. Ăn không cay thế nào? Không cay đâu. Không cay. Ờ hay nhá. Đấy, ớt không cay, ớt ngọt đấy. Đấy. Đấy bữa cơm của bác thợ đây. Có gì ăn ớt. Thôi. Cố gắng thôi, cuộc sống cố gắng nó biết làm sao giờ. Thế nên anh hỏi em là lúc anh đi vào thôn, lắm lúc anh buổi trưa anh có ăn đâu? Anh chỉ uống nước đấy đúng không? Nói thật với thề cũng nhìn thề biết mà. Và thề đi làm với anh thề biết. Bọn anh đi làm mé lầu lắm lúc cũng toàn nhịn chứ. Làm gì có được ăn uống đầy đủ. Anh thử ăn một bát mẻ mén. Ăn rồi. Ăn mẻ mén rồi.
ăn mén mén vì ăn cỗ cưới ở đây ấy. Đi cả ngoài không ăn đồ gì rồi nhé. Uống nước. Chén nước thôi. Em ăn mén mén rồi. Ăn mén mén ở trong đề chia có mấy lần cỗ cưới ấy. Là ăn mén mén rồi nhưng mà mén mén chỉ ăn được chăn canh thôi. Chứ không ăn khô được. Như bà con ăn ăn khô quen thì mình không ăn được. Bữa cơm bà con. Có thật. Đi mua gạo sắt thêm, trộn thêm. Ăn ngon thật. À, lại mua gạo về nghiền như này. Vâng, mua gạo về sắt là lái máy sắt sắt cho nó bà bằng như cái mẻ mén này luôn. Như cái mẻ mén trộn 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 làm trộn vào. Vâng. Thế thì nó không khác gì cái thời ngày xưa của các bố mẹ là cũng là cơm trộn sắn. Không khác gì là bây giờ cơm trộn ngô. Đó. Ngày xưa bố mẹ với các thời ông bà ấy, chỉ là nhà nào giàu ấy thì bắt đầu cũng có cơm trộn sắn ấy. Đấy, thì đây thì bây giờ mình thì cũng là côn trộn ngô. Cũng giống nhau. Đấy. Thì để sau này thề cũng kể với bố, à, kể với đời con, đời cháu ấy. Như sau này ông Po ấy, ông lớn lên đúng không? Ông lấy vợ thì bảo là ngày xưa bố cũng không có, thì các bố mẹ cũng chỉ cho ăn cơm với mén mén không thôi. Đời sau này đời con, đời con cháu của mình thì nó chắc chắn là nó sẽ tốt hơn mình rồi. Đúng rồi. Nó sẽ cải tiến hơn thì nó sẽ đời sống nó sẽ khá hơn thì nó sẽ kể lại những câu chuyện là à ngày trước bố cũng chỉ được ăn mèn mén và ăn chan nước trắng thôi. Đấy cũng giống như bản thân em Tuyên bây giờ thế thôi. Bố mẹ em ngày xưa là cũng là ăn cơm và trộn khoai trộn sắn là may mắn lắm rồi. Đúng rồi. Đấy đấy. Đấy. Nói chung là cũng bây giờ bà con để chia cũng đang trong cái giai đoạn như vậy, đang phát triển. Nên là cố gắng dần dần mọi người nhá. Cơm trộn ngô trộn sắn đấy, đấy là một cái câu chuyện về con người Việt Nam mình, ai ai cũng đã từng ăn rồi mọi người. Phải mà đi mua đồ ăn còn phải có phiếu cơ. Đó. Em Tuyên nghe bố mẹ nói vậy. Dạ vâng, cô chú ở đây thì đấy các bác thợ ăn cơm xong thì nghỉ ngơi và bây giờ thì cũng đã đóng cái lỗ sàng ra để tranh thủ những cái lúc đợi cái mặt bằng của cái đáy bể này khô thì mai lên gạch thì bây giờ đang tranh thủ sàng được như nào sàng như thế. Cái cát này sẽ là cát để chát cô chú nhá. Và cũng bắt đầu là di chuyển gạch tới đây rồi. Đấy. Hôm nay là cũng di chuyển gạch tới đây để mai ngày kia là xây. Đấy. Cô chú nhá. Đó. Những công việc là nó sẽ như thế. Đấy. Mọi người xem này. Thế thì đấy đấy là cái công việc làm bể nhá mọi người nhá. Có lẽ là em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video thôi. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở hướng theo. À mà đây các cô chú ơi, ngày hôm nay thì em Tuyên có nhận được một cái tin vui của chú lính già ở Sài Gòn. Chú có ủng hộ cho cái quỹ làm bể nước này là 3 triệu đồng. Thì cho con cùng bà toàn thể bà con thừa chia xin gửi lời cảm ơn chú lính già ở Sài Gòn đã gửi tặng cho bà con, gửi 3 triệu đồng để làm cái quỹ xây bể nước này nhá. Thì cảm ơn chú rất là nhiều, chú luôn luôn đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang, đồng hành cùng bà con thôn để chia. Chú gửi tặng những món quà để cho bà con một ngày một phát triển đi lên. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Em Tuyên chỉ quên béng mất. Đấy. Đấy, thì một lần nữa xin chúc chú và gia đình sức khỏe hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Mong rằng cái chương trình bể cộng đồng này sẽ được nhiều người, các cô chú anh chị mạnh thường quân ủng hộ và lan rộng rãi cái bể nước cộng đồng này cho bà con nhé. Hy vọng bà con có cái bể nước dùng rất là tuyệt vời.